thì rất có thể trong thời gian sắp tới, kênh của Hưng Vlog sẽ bị khóa vĩnh viễn. Cụ thể trong đoạn clip có tiêu đề Chôn lấy cắp tiền, đập bể heo đất của em gái, em trai đi ăn chơi, Hưng Vlog tiếp tục trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cộng đồng mạng. Trong video thì Hưng đã lấy trộm tiền trong heo đất của em trai và em gái mình, sau đó thì dùng số tiền trộm được mua nước dừa, pizza về cho các em ăn. Hưng Vlog vẫn tự nhận mình là người anh có tâm dù hành động này rõ ràng là sai trái. Sau khi đoạn video được đăng tải, hành động của con trai bà Tân Vlog đã vấp phải rất nhiều ý kiến chỉ trích, đa phần đều cho rằng Hưng Vlog chẳng khác nào đang dạy hư trẻ con cách ăn trộm ăn cắp. Giữa cơn mưa chỉ trích của dư luận, nhiều người đã phát hiện ra con trai bà Tân đã khóa video tranh cãi này. Thậm chí mới đây, người ta không còn tìm thấy kênh YouTube kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng của Hưng Vlog nữa. Rất có thể kênh YouTube chính chủ đã được Hưng Vlog tạm khóa để tránh cơn bão của dư luận trước hàng loạt lùm xùm vi phạm và bị lập biên bản. Được biết thì đây không phải là lần đầu tiên Hưng Vlog ẩn hay là xóa video khi đối mặt với các lùm xùm, thay vì đầu tư nghiêm túc cho các nội dung trước khi đăng tải. Trước đó trong đoạn video được đăng tải vào ngày 5 tháng 9 với tiêu đề Chôn em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông vào cái kết trên kênh Hưng Chôn, con trai của bà Tân Vlog đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt khi mà nấu nguyên nồi cháo trắng với con gà nguyên lông. Vụ việc này thì đã khiến Hưng Vlog bị phạt 7,5 triệu đồng và khiến YouTuber này phải xóa ngay lập tức video. Những thông tin tiếp theo về sự việc này thì sẽ liên tục được cập nhật trong bản